Lãnh đạo quận Ô Môn vừa làm việc với các đơn vị liên quan, chuẩn bị cho buổi lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố Đình Phú Luông, phường Long Hưng. Đình Phú Luông được sắc phong năm 1852, vua Tự Đức đời thứ 7. Hiện nơi đây trở thành nơi sinh hoạt của cộng đồng người dân trong khu vực với 3 lễ hội, gồm lễ cầu an được tổ chức vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch, lễ cúng Thượng Điền vào ngày 19, 20 và 21 tháng 3 âm lịch, lễ cúng Hạ Điền ngày 19, 20 và 21 âm lịch, với mong muốn cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Nơi đây được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố vào tháng 4 năm rồi, nhưng do tình hình dịch bệnh phức tạp nên lễ trao nhận bằng công nhận bị hoãn lại. Lễ dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 4 tới.